Bạn đã bao giờ cầm 15 triệu mà lại nghĩ rằng mình sẽ không thể nào tìm được một cỗ PC vừa rẻ, vừa đẹp, lại còn vừa quẩy được game AAA chưa? Hãy sắm ngay cho mình cấu hình PC gaming tốt nhất tầm giá 15 triệu tới từ PCM với CPU quốc dân Intel Core i5-12400F cùng card đồ họa RTX 3060 12GB giá rẻ hiệu năng cao đi kèm với 16GB RAM DDR4 và SSD 512GB chuẩn NVMe, thoải mái để các bạn thực hiện đa tác vụ, chiến game mượt mà và làm việc nhanh gọn. Tất cả được lắp ráp chắc chắn trong vỏ case hệ bể cá cực kỳ lung linh những lúc trời đêm. Hoặc nếu chưa ưng, bạn có thể vào phần upgrade để tùy chỉnh nâng cấp, thay đổi cấu hình tùy theo sở thích và nhu cầu sử dụng của bạn. Truy cập ngay vào website pcmarket.vn hoặc đến trực tiếp các showroom của PCM để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể nhé. Thông tin chi tiết về sản phẩm chúng mình sẽ để dưới phần mô tả của video này. Không phải kiến thức nào cũng khô khan và không phải nghiên cứu nào cũng nhàm chán. Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy rằng những sự thật, những tri thức cao siêu nhất của nền văn minh nhân loại có thể hài hước và ngớ ngẩn thế nào. Chào mừng các bạn đã đến với Bộ Não. And now, the end is near. My Way là một bài hát huyền thoại, trở nên nổi tiếng toàn thế giới nhờ vào giọng ca của Frank Sinatra. My Way kể câu chuyện về một người đã sống theo đúng những gì mình muốn. Dù thành công, thất bại hay bị trách cứ, thì vẫn luôn ngẩng cao đầu vì tất cả những hành động mình đã làm, những lựa chọn mình đã đưa ra đều là của chính mình chứ không phải là ai khác. Với một ý nghĩa chạm vào trái tim nhiều người như vậy, thật khó tin khi biết được rằng bài hát này là nguyên nhân dẫn đến hơn 12 vụ giết người tại Philippines. Người dân địa phương và cả báo chí quốc tế gọi đây là My Way Killings, những vụ giết người My Way, vì đã có nhiều vụ việc ai đó cầm mic lên và hát karaoke bài này là sẽ bị tấn công ngay sau đó. Nó nổi tiếng và đủ gây sợ hãi để một số người Philippines còn nói rằng bài My Way đã bị nguyền rủa. Tất nhiên đó chỉ là lời đồn đại thần hồn nát thần tính thôi, nhưng mà việc bài hát liên hệ trực tiếp đến nhiều vụ án vẫn là sự thật. Hiện tượng kỳ lạ này kéo dài từ năm 1998 cho đến 2018. Vụ việc nghiêm trọng và gây chấn động nhất là vào năm 2007. Romy Baligula, 29 tuổi, trong một ngày đi hát tại một quán karaoke tại San Mateo, đã chọn bài My Way. Mới hát được một nửa bài thì bảo vệ của quán đã tiếp cận và nói rằng Romy phải dừng lại, tại vì hát lệch hết cả tông, nghe cực kỳ ngứa tai. Romy thì không chịu, hát thế nào là quyền của anh chứ, và tiếp tục ngân vang ca khúc. Người bảo vệ sau đó đã rút súng ra và Romy tử vong ngay sau đó. Đó chỉ là một trong số nhiều vụ việc tương tự. Ai đó hát bài My Way dở quá là sẽ gặp xích mích, bị tấn công, thậm chí là mất mạng. Chính phủ Philippines còn không thống kê được chính xác bao nhiêu người đã tử vong rồi, nhưng mà báo chí đưa tin thì tầm trên dưới 12 vụ. Nó đủ nhiều để các quán karaoke bỏ bài hát này đi trong một thời gian, hoặc nếu có ai muốn hát thì đặt một phòng riêng rồi chui vô đó để mà ngân nga. Cần phải nói, hát karaoke là một nét văn hóa của người Philippines. Việc đi hát trở nên cực kỳ phổ biến tại vì giá cả phải chăng. Ngay cả những người thu nhập chỉ 2 đô la mỗi ngày thôi thì vẫn có thể mua một suất vào phòng hát chỉ với giá 10 xu. Điều này kết hợp với một vấn đề là xã hội Philippines rất bạo lực. Khi mà dân số đã vừa thích hát, vừa dễ nổi nóng, thì bạn có thể hiểu tại sao một vấn đề đơn giản như là hát lệch tông cũng có thể dẫn đến xô xát. Điều mỉa mai là sự bạo lực ấy lại đến từ việc bạn hát bài My Way theo cách của bạn. Cứ ngỡ My Way Killings chỉ là câu chuyện của quá khứ, nhưng mà ngay gần đây, vào năm 2018... Hả? 2018 là 6 năm trước á? Tôi già thật rồi. Vào năm 2018, một vụ án khác lại xảy ra. Jose Bosmion Jr., 61 tuổi, hôm đó đang đi dự một buổi sinh nhật. Bất ngờ một thanh niên tên là Rolando Canezo đứng dậy, cầm mic và chuẩn bị hát bài My Way. Nhưng mà lần này lạ cái là chưa kịp hát, ông Jose đã lao vào để ngăn cản, giật mic, không cho Rolando cất tiếng. Lời qua tiếng lại, rồi những cú đấm trao nhau. Cuối cùng, Rolando đã rút dao ra và... Jose tử vong ngay lập tức. Vậy là không chỉ hát lệch tông mà có ý định hát thôi là bạn cũng có khả năng lên thiên đường. Các vụ tấn công vì hát hò không chỉ giới hạn ở Philippines và bài My Way, các sự việc tương tự cũng từng xảy ra. Vào năm 2007 tại Seattle, Mỹ, một người hát karaoke đã bị tấn công vì hát bài Yellow của Coldplay quá dở. Và năm 2008 thì cũng có một vụ tấn công ở Thái Lan do người ta cứ hát đi hát lại bài Country Road, Take Me Home.
Có thể thấy thì không có bài hát nào bị nguyền rủa cả, chỉ có những kẻ mù nhạc mà thôi. Cơ mà tôi khá chắc nếu không có rượu bia thì sẽ không có xô xát gì đâu, cho nên là miễn xung quanh không có ai nốc cồn thì cứ thỏa sức mà hát đi nhá. Các bạn có nhật ký giấc mơ không? Mình từng có và giờ đọc lại thì thấy nó bị buồn cười. Số lần mình mơ bị người khác đuổi nó nhiều đến mức bất thường. Lý do để một người ghi chép lại giấc mơ thì nhiều: để không quên đi những điều kỳ lạ mình gặp phải trong lúc ngủ, hoặc là để có thể lucid dream. Với các nhà khoa học những năm 1950 thì khác. Họ muốn tìm hiểu về giấc mơ, rằng nó là gì, tại sao nó tồn tại, nó mang ý nghĩa gì về mặt tâm lý. Và từ những nghiên cứu này, giáo sư tâm lý học và xã hội học G. William Domhoff và các cộng sự đã sáng lập ra Dream Bank, ngân hàng giấc mơ, một kho lưu trữ trực tuyến bao gồm hơn 22.000 giấc mơ khác nhau. Nghiên cứu của Domhoff về giấc mơ bắt đầu từ những năm 1950, khi người ta xác định được rằng việc mơ là đến từ những giấc ngủ chuyển động mắt nhanh hay REM. Lúc đó thì các nhà khoa học cứ nghĩ rằng chỉ trong lúc REM người ta mới mơ thôi. Giờ thì chúng ta đã biết là nó cũng xảy ra vào các thời điểm khác nữa. Phát hiện này đã làm thúc đẩy một phong trào nghiên cứu về giấc mơ, xây dựng các phòng thí nghiệm, mời tình nguyện viên và ghi chép lại trải nghiệm mơ của họ một cách cụ thể nhất. Dù vậy thì không phải giấc mơ nào cũng đủ bình thường để chia sẻ. Thành ra một trong những khó khăn của giáo sư Domhoff là các tình nguyện viên sẽ bỏ bớt chi tiết hoặc là thêm mắm thêm muối. Giả sử ai đó có một giấc mơ hơi ướt át và nóng bỏng một tí, thì chẳng lẽ lại nói hết ra cho những người mặc áo blue trắng lạ hoắc trước mắt mình à? Đến cả bạn bè mình còn chẳng dám kể. Thành ra ghi chép về các giấc mơ được kể lại hầu như đều không được chất lượng cho lắm. Do đó mà việc tuyển tình nguyện viên đã được hạn chế. Domhoff giờ đi tìm những nhật ký giấc mơ được ghi chép lại bởi cá nhân và xin phép họ cho lưu trữ. Đó sẽ là những tài liệu chính xác nhất, vì họ viết cho bản thân, không có gì phải giấu cả. Trong kho lưu trữ Dream Bank có một cuốn nhật ký của một người đàn ông quá vợ. Người này đã dành riêng nó chỉ để ghi lại những giấc mơ về người vợ quá cố của mình. Ngoài ra còn có tài liệu về một người tên Dorothy đã mơ 900 giấc mơ trong 53 năm kể từ năm 1912, và một người phụ nữ khác đã mơ 3.116 giấc mơ kể từ năm 1977. Kho lưu trữ được chia thành 73 bộ giấc mơ, hầu hết được thu thập từ các cá nhân độc lập, nhưng một số cũng đến từ những nhóm người được giao nhiệm vụ ghi nhật ký, hoặc là từ những cô cậu nhóc học sinh tiểu học. Dần dần, nhiều người bắt đầu biết đến sự tồn tại của ngân hàng giấc mơ và tự nguyện đóng góp những ghi chép về giấc mơ của mình. Tất cả đều ẩn danh. Dream Bank đã giúp cung cấp dữ liệu cho nhiều nhà khoa học tiến hành nghiên cứu về những giấc mơ. Vào năm 2014, Hunter Lee Soik, cựu giám đốc sáng tạo Freelance, đã huy động $82,500 để xây dựng một ứng dụng cho phép người dùng có thể ghi lại giấc mơ của mình và sau đó gửi chúng đến cơ sở dữ liệu để mã hóa. Giống như Domhoff, Hunter hy vọng rằng việc cho phép các nhà nghiên cứu tiếp cận dữ liệu dễ dàng sẽ giúp họ hiểu hơn về những giấc mơ. Update này, dự án vẫn không có tiến triển mới sau 10 năm, tỷ lệ scam lên đến 99%. 1% còn lại là chút hy vọng của riêng mình thôi, nhưng mà sau khi phát hiện ra rằng Hunter là bạn trai cũ của nữ tỷ phú lừa đảo Anna Sorokin thì thôi, sure kèo 100% anh này đã ôm tiền sang Dubai nghỉ mát rồi. Người ta nói không ai đánh thuế giấc mơ, nhưng mà lừa đảo giấc mơ thì chưa ai nói bao giờ cả. Quay lại câu chuyện chính, sau nhiều thập kỷ thu thập và sàng lọc dữ liệu, Domhoff đã phần nào có thể giải thích giấc mơ của một người, nhưng mà đồng thời cũng không giải thích được. Bản thân ông hiểu rằng tất cả mọi thứ xuất hiện trong giấc mơ đều có ý nghĩa riêng của chúng. Chúng không thể chỉ là những sự việc ngẫu nhiên được. Do đó, để có thể phân tích giấc mơ của một người, Domhoff sẽ cần tổng hợp tất cả những giấc mơ khác của người đó để có thể tìm ra điểm chung, một sự kiện hay là sự vật lặp đi lặp lại, rồi từ đó hiểu được hơn về chính người đang mơ. Ví dụ như là bạn không thể quên được một người nào đó, có thể là vì quá giận hoặc quá yêu họ, thì khả năng cao họ sẽ tiếp tục xuất hiện trong những giấc mơ của bạn cho đến khi bạn không còn nghĩ về họ nữa. Giờ thì mình sẽ chọn ra một vài giấc mơ bất kỳ trong Dream Bank để đọc cho các bạn nhé. Tôi đi cắm trại cùng bạn trai và vài người bạn. Khi đang ngủ trong lều thì bỗng dưng tôi nhìn thấy vài con cóc chui vào. Tôi gọi mọi người dậy và vì lý do gì đấy, họ lại đổ lỗi vì tôi mà lũ cóc xuất hiện. Sau đó chúng tôi đi về, tất cả lũ cóc cũng ở trong xe. Khi đi qua một con suối thì tôi vứt hết bọn chúng xuống. Tôi mơ thấy mình ở trong một căn phòng không cửa ra vào, không cửa sổ, tất cả đều đen thui. Tôi đi xung quanh nhưng cứ bị vấp vào người khác. Có rất nhiều người trong căn phòng đó, chỉ là tôi không nhìn thấy họ mà thôi. Khi tỉnh dậy, tim tôi đập rất nhanh, đó là một giấc mơ đáng sợ. Tôi mơ thấy mình gặp bạn cấp 3, chúng tôi ngồi ở một quán bar và thấy một đứa mà ngày xưa mình ghét lại gần. Tôi nói với nó là, ây da, chẳng thay đổi tí nào cả, ngực vẫn bự và mặt vẫn như một con khỉ. Tôi cười và thức dậy. Không cần phải là nhà tâm lý học, tôi cũng biết là người này ghét bạn cùng lớp cũ đến mức nào.
giáo sư bác sĩ người Đức Johann Bartholomäus Adam Beringer đã sống một cuộc đời viên mãn vào những năm 1700 khi ông có được cho mình chiếc ghế trưởng khoa tại Đại học Würzburg ở Đức, danh tiếng trong cộng đồng địa phương và cả sự ủng hộ nhiệt liệt từ các bệnh nhân túi lắm tiền tay nhiều quyền lực của mình. Thế nhưng đến năm 1725, tất cả bỗng biến mất. Beringer trở thành tên hề của thị trấn và cả giới tri thức, một tay tự gạt đổ mọi thành tựu trong đời mình. Tất cả đều chỉ vì một đống đá lởm. Tuy tay phải cầm bút kê đơn cho bệnh nhân, nhưng tay trái của Beringer lại đào đất quốc sẻng để tìm mấy thứ kỳ lạ dưới lòng đất. Vị bác sĩ này có niềm đam mê mãnh liệt với lịch sử tự nhiên, nhất là hóa thạch. Ông thường thuê mấy đứa nhóc hàng xóm đi đào đá cho mình ở ngọn núi gần nhà, nhưng đa số chỉ tìm thấy những hòn đá bình thường mà thôi, không đủ tiêu chuẩn để trang trí sân vườn chứ đừng nói đến mang đi nghiên cứu. Thế rồi một hôm nọ, đám nhóc bỗng mang về cho Beringer 3 viên đá có hình thù rất đặc biệt. Một viên có hình dạng giống như mặt trời lấp lánh, 2 viên còn lại có hình con giun. Những tuần tiếp theo, nhiều hòn đá tương tự như vậy được mang đến, trên đó khắc đủ hình thù như là chim, thằn lằn, nhện, sên, sao chổi, mặt trăng. Điều này khiến Beringer cực kỳ phấn khích và tò mò. Hãy đặt bản thân mình vào vị trí của ông, một bác sĩ và giáo sư đầy tài năng, thông thái và yêu thích hóa thạch. Bạn nghĩ những phiến đá này là gì? Bài tập điêu khắc của một đứa trẻ, một cái lọ đất sét bị vỡ từ một tay thợ nghiệp dư nào đấy, mổ vụ từ lò gốm của chúa. Mỗi người sẽ chọn một đáp án khác nhau, nhưng Beringer, với tất cả neuron thần kinh và sự tỉnh táo của mình, đã chọn đáp án cuối cùng, dõng dạc tuyên bố rằng chúng là do chúa làm nên. Nhưng câu chuyện nào cũng có plot twist, biết đâu ý tưởng dở hơi đấy của Beringer lại đúng và chúng ta mới là người dở hơi thì sao? Khi số lượng đá ngày càng nhiều và một số còn khác cả tiếng Do Thái, hình hai con ếch đang giao phối, một con chim đầu cá và một cái hình mà tôi khá chắc là hình vẽ bậy nhưng được biến tấu để bớt bậy đi. Ai cũng có thể nhìn vào và biết rõ rằng đồng đá này là vô giá trị, cơ mà Beringer thì không. Ông vẫn đứng vững hai chân trên giả thuyết của mình, chỉ tay vào những người nói rằng mình bị lừa và chửi họ là đồ đần. Rồi ông cố gắng chứng minh rằng mình không đần lắm bằng cách kết nối chỗ đá này với nhau, cho ra đời một cuốn sách để lý giải tại sao chúng tồn tại và xuất hiện ở ngọn núi gần nhà. Ông lôi kéo một sinh viên tên là George Ludwig Huber để cùng mình viết cuốn sách có tên Lithographiae Imaginibus Würzburgensis Ducentis. Ngay ở trang tiêu đề đã gây ấn tượng với người đọc bằng dòng chữ, được minh họa bởi hơn 200 hình khắc kỳ dị. Mặc dù cuốn sách phần lớn được viết bởi Huber nhưng mà Beringer vẫn cố nhấn mạnh vai trò cố vấn của mình bằng dòng chữ, dưới sự hướng dẫn, thông thái, lẫy lừng và uyên bác nhất của tiến sĩ Beringer. Nội dung cuốn sách phân tích rằng những viên đá này không thể được khắc bởi người ngoại đạo tại vì họ sẽ không biết tiếng Do Thái và cũng không thể được khắc vào mùa xuân tại vì khi đó diễn ra trận đại hồng thủy trong kinh thánh. Ngoài ra thì cuốn sách còn dành hẳn một chương để đáp trả lại những người đang cố đồn thổi rằng những phiến đá đó là đồ giả mạo, khẳng định rằng chúng không thể được làm ra bởi bàn tay con người mà là do Chúa khắc nên trong quá trình phác thảo thiên đường. Sau khi hoàn tất công cuộc sáng tạo vĩ đại của mình, ngài đã để những bản thảo này tại ngọn núi gần nhà Beringer, có thể vì ngài muốn thử thách trí tuệ của ông hoặc là xem đó như là món quà cho giám mục địa phương. Kết bài, ông tuyên bố ngọn núi chính là núi Parnassus phiên bản nước Đức, nơi mà trong thần thoại Hy Lạp là nhà của các nàng Muse và coi viên đá là minh chứng cho đặc ân của Chúa dành cho nước Đức. Đây là lúc mà sự thật phũ phàng ập đến, nằm ngoài tất cả dự án của mọi người và tất cả những phán đoán ảo đá của Beringer. Tất cả đồng đá đó đều là một màn chơi khăm đầy ác ý của hai người, nhà toán học J. Ignaz Roderick và thủ thư George von Eckhart, những người đồng nghiệp của Beringer tại Đại học Würzburg. Cả hai đã ngồi khắc hơn 2.000 viên đá, sau đó thuê một thanh niên có tên là Christian Zanger đánh bóng và giải những hòn đá này ở chỗ mà đám nhóc của Beringer hay lui tới để chúng mang về cho vị bác sĩ. Lý do hai người này phải nhọc công tốn sức như vậy là gì? Là vì Beringer đã quá kiêu ngạo và coi thường tất cả mọi người. Bạn thấy đấy, Beringer luôn nghĩ rằng mình đúng đến mức không thể sai, cố chấp chứng minh rằng đồng đá kia là do Chúa tạo nên chỉ để bản thân trông bác học nhất có thể. Không phải ông ngây thơ mà bị lừa, mà vì tính cách của ông đã khiến ông bị lừa. Trước khi cuốn sách được xuất bản, vào giờ phút chót cuối, Roderick và Edward đã có chút cắn rứt lương tâm, nghĩ rằng chỉ vì trò đùa của mình mà Beringer phải mất đi danh dự mà ông cố xây dựng cả đời thì có hơi tàn ác quá. Do đó, họ đã thú thật với Beringer rằng tất cả chỉ là trò chơi khăm, chứ không có hóa thạch nào ở đây cả. Nhưng mà Beringer cóc tin, ông gọi cả hai là đồ trơ trẽn, xem họ là kẻ thù, nghĩ rằng họ đang tìm cách lừa ông tại vì nếu như chơi khăm thật, thì tại sao lại đợi đến sát ngày xuất bản mới nói. Thế là thôi, Beringer càng tin rằng mình là nhân vật chính, chắc chắn sẽ giành được chiến thắng oanh liệt trước những kẻ ganh tị mình.
có hai phiên bản khác nhau cho phần cuối của câu chuyện này khi mà Beringer nhận ra rằng mình bị hớ nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Phiên bản thứ nhất, ông hớn hở cầm cuốn sách mang đi trình bày với giám mục địa phương, nhưng mà ngay lập tức bị vị giám mục chỉ ra lỗi và điểm đáng ngờ của những phiến đá mà ông sống chết tuyên bố là hóa thạch. Lúc này thì giấy đã đóng thành sách và Beringer đắc cử hạng mục chú hề của thế kỷ. Phiên bản thứ hai gay cấn hơn một chút. Một ngày sau khi sách được xuất bản và phân phối đi khắp nơi, ông nhận được viên đá cuối cùng khắc dòng chữ Beringer. Dòng chữ này đã làm thông tất cả những ý tưởng ùn ứ tắc nghẽn trong não của ông thẳng ra bên ngoài và đưa ông đang bay từ thiên đường lao xuống lòng đất. Cay đắng nhận ra mình đã bị lừa, hoặc ít nhất là chấp nhận để người khác lừa, Beringer đã chạy khắp thị trấn, mua lại tất cả sách của mình để không ai đọc chúng. Nhưng mà chuyện đã rồi, giờ thì ai cũng biết, ông là đồng tác giả của cuốn sách đần độn đến kiệt tác kia. Beringer đau đớn quay về, sống những năm tháng còn lại của đời mình trong sự nhục nhã tột cùng. Dù vậy, một lần hiếm hoi trong lịch sử, đời thực không quá tàn nhẫn với kẻ phản diện lâm vào cảnh mạt vận. Không có nhiều người chỉ trích cuốn sách của Beringer và ông cuối cùng cũng tỉnh táo. Beringer đâm đơn kiện Ed Hoff và Roderick, có thêm cả nhân chứng là thanh niên đánh bóng Ranger, vì cả hai không chịu trả tiền công cho anh này, 2.000 viên đá chứ có phải là không đâu. Cuối cùng, Beringer thắng kiện, Ed Hoff và Roderick bị đuổi khỏi đại học Wurzburg, đồng nghĩa mất đi công việc duy nhất của mình. Câu chuyện về Beringer và những viên đá hóa thạch giả đã để lại một bài học lớn cho các nhà nghiên cứu lịch sử tự nhiên sau này, đó là phải cẩn thận và cân nhắc kỹ trước khi đưa ra một giả thuyết mà có ít hoặc gần như không có bằng chứng nào hỗ trợ, hay chỉ đơn giản là khiêm tốn một chút để đồng nghiệp đừng thấy chướng mắt rồi bày trò gài mình. Còn bây giờ là thời lượng của một số sự thật nho nhỏ cho các bạn tráng miệng ở cuối video. Ngoài những đơn vị đo hoàn toàn bình thường như là mét, gam hay là lít, thì thế giới còn tồn tại kha khá những đơn vị mà chẳng hiểu ai nghĩ ra và tại sao lại dùng nó. Đầu tiên, giày dầu. Bạn biết năm ánh sáng là dùng để chỉ khoảng cách mà ánh sáng di chuyển được trong một năm đúng không? Thì giày dầu dùng để chỉ khoảng cách mà một cọng dầu dài ra trong một giây. Nó được dùng để đo những khoảng cách mà cực kỳ ngắn, như là trong vi mạch chẳng hạn. Một dây dâu là bằng 10 nanomet, một Mickey là khoảng cách nhỏ nhất mà con chuột máy tính của bạn có thể phân biệt được. Và đúng, nó có tên dựa theo Mickey Mouse. Lửa lực là một đơn vị đo công suất và nó bằng 1/3 mã lực. Ninja cướp biển là một đơn vị đo năng lượng, nó bằng 1 kWh và xuất hiện lần đầu trong tiểu thuyết The Martian. Một micro thế kỷ là bằng 52 phút 35,7 giây, một nano thế kỷ là bằng 3,156 giây. Ôi không giây dùng để chỉ số giây đã chạy sau khi một ai đó làm một sai lầm tệ hại, ví dụ như là gửi nhầm tin nhắn cho người yêu cũ. Nó xuất hiện lần đầu trong tiểu thuyết The Electronic Traveler. Và phút trên Big Mac dùng để chỉ số phút bạn phải làm cho một công ty với mức lương trung bình để có thể mua được một cái Big Mac của McDonald's tại đất nước đó. Kalokibotion là một chi rùa Pantestadines đã tuyệt chủng từ 86 đến 66 triệu năm trước. Hóa thạch của chúng được tìm thấy ở Romania và trong đó có một loài được đặt tên là Kalokibotion Bahazidi, dịch thô là bờ mông xinh đẹp của Bahazid. Cái tên này được đặt bởi nhà nghiên cứu Frank Nopsa do ông nhìn hóa thạch mai rùa và thấy nó giống với mông người tình của ông, Bahazid Doda. Còn nữa, bức ảnh này là do nhiếp ảnh gia Horace Bristow chụp vào năm 1944, ghi lại cảnh một người lính hải quân Hoa Kỳ trên chiếc máy bay trong tình trạng không mảnh vải che thân. Câu chuyện đằng sau nó thì khá ly kỳ. Đó là trận chiến tại vịnh Rabo, một phi công Mỹ đã bị bắn hạ và rơi xuống biển. Anh ta bị bỏng và mù tạm thời. Trong lúc quân Nhật bắn phá ác liệt, một người lính đã lột hết quần áo và nhảy xuống nước để giải cứu anh phi công kia, tại vì mặc quân phục bơi rất là khó. Sau khi giải cứu thành công thì anh gấp rút đứng vào vị trí để tiếp tục bắn trả ngay lập tức, không có thời gian để mặc quần áo luôn. Cuối cùng sẽ là vài phút để đọc cũng như phản hồi một số comment được chọn. Xin chúc mừng các bạn đã được lên TV nhá. Fun fact, đảo quốc Kiribati có một ngôi làng tên là Poland, London, Paris và Banana. Đúng vậy, nguồn gốc của những cái tên này cũng cực kỳ thú vị luôn. Kiribati là một quốc đảo Thái Bình Dương siêu nhỏ với dân số 119.000 người. Dù bé tí hon như vậy, nhưng đất nước này vẫn phải chịu sự đô hộ của đế quốc Anh nơi mặt trời không bao giờ lặn. Sau đó thì một linh mục người Pháp có tên Emmanuel Rogier đã thuê toàn bộ Kiribati từ người Anh và đặt tên cho một ngôi làng là Londres. Đến năm 1929, đất nước này lại thuộc sự sở hữu của Anh và nó được đổi thành London. Linh mục Emmanuel thường xuyên tạm trú ở một ngôi làng khác và để thỏa nỗi nhớ nhà, ông đã đặt tên cho ngôi làng là Paris. Ngoài ra, đảo quốc này còn có sự xuất hiện của một thợ máy tên là Stanislaw Pelczynski, người đã giúp đỡ rất nhiều trong việc dạy người dân cách trồng cây dừa một cách hiệu quả. Để ghi công, một ngôi làng đã được đặt tên theo quê nhà của người thợ máy đó, Poland, Ba Lan. Còn riêng ngôi làng Banana thì chẳng ai biết tại sao nó có tên
tên như vậy cả. Một giả thuyết là vào thời người Mỹ tạm trú ở đảo quốc để thực hiện các dự án thử hạt nhân ý, thì họ đã đặt tên cho ngôi làng là Chuối, cơ mà cũng không rõ lý do tại sao. Hans Steininger là thị trưởng một thị trấn nước Áo vào thế kỷ 16. Ông nổi tiếng với bộ râu dài khoảng 2 mét, thường được tết lại và cuộn gọn gàng trong túi tại vì ông không muốn nó quét đất hay là ai đó dẫm phải. Cẩn thận là vậy, Steininger lại không thoát khỏi số phận trớ trêu trong đêm mùa thu ngày 28 tháng 9 năm 1567 khi một ngọn lửa dữ dội bùng lên trong thị trấn. Giữa đám đông hỗn loạn, ngài thị trưởng đã cố gắng trấn an người dân và bộ râu rơi khỏi túi. Trên bậc cao nhất của cầu thang, Steininger đã dẫm phải chính bộ râu của mình và ngã xuống, gãy cổ rồi qua đời. Sau khi ông mất, cư dân thị trấn đã cắt bộ râu dài tuyệt đẹp của ông và cất trong một tủ kính khóa kín, đảm bảo những năm tháng ngài thị trưởng đã dành để chăm chút cho nó không bị lãng phí. Hiện nay bộ râu của Steininger đang được trưng bày trong bảo tàng quận Herzogsburg của thị trấn. Nhân tiện mới đây vừa có Olympic, mình xin đóng góp một fact. Vận động viên thể thao được trả tiền nhiều nhất lịch sử là một người đánh xe ngựa La Mã có tên Gaius Apuleius Diocles. Ông đã thắng tổng cộng 1.462 cuộc đua với số tiền thưởng nhận được là 35.863.120 sesterces, tính ra tiền ngày nay là 15 tỷ USD. Và đó cũng là kết thúc của số bổ não ngày hôm nay. Nếu các bạn thích nội dung của chúng mình thì hãy nhớ like video và subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.